Sao cô Út lại biết mình cần những tài liệu này? Alo, dạ xin lỗi, đây có phải là số điện thoại của cô Hương không ạ? Anh Minh, phải không? Alo, dạ cô là... Em là... Duyên. Duyên, em nói chuyện được hả? Em khỏe không Duyên? Alo Duyên à, em trả lời anh đi. Alo Duyên. Alo Minh hả? Cô là cô Út nè. Ồ dạ con nghe cô. Ủa cô Hương ơi, Duyên nói chuyện lại được rồi hả cô? Ừ, Duyên mới tập nói cho nên là chỉ nói được những câu ngắn, mà nghe giọng con, cô đoán là con bất ngờ lắm phải không? Dạ, con vui lắm. Con không ngờ là chỉ mới có mấy tháng thôi mà Duyên đã nói chuyện lại được rồi. Sau khi phẫu thuật, khả năng ngôn ngữ của Duyên á đã được phục hồi. Mà con biết câu đầu tiên Duyên đã nói là gì không? Là tên của con đó, Duyên Minh. Dạ. À, con đã nhận được tài liệu của cô gửi chưa? À, dạ, con nhận được rồi. Cho nên con mới gọi điện cảm ơn cô nè. Có gì đâu, cô giúp con á. Cũng là cách để giúp cho bưởi năm roi quê nhà của mình. Con cố gắng lên nha. Dạ, con cảm ơn cô nhiều lắm. Chào con. Dạ. Ba ngắm bữa hoài mà ba không thấy chán sao ba? Ừ, bữa chỉ làm người ta yêu hơn thôi, làm gì mà thấy chán. À nè, con đi đâu đây? Con tính đi khảo sát thị trường bưởi. Ừ, mừng chi vậy con? Dạ, vì nếu như mà dự án xuất khẩu bưởi của con thành công á, thì mình cũng phải coi số lượng của bưởi có đáp ứng đủ nhu cầu hay không. Cậu đang gì đó có đi cùng con không? Dạ, anh đang về hôm qua rồi ba. Ba. Con với anh Đăng á chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường thôi à, chứ không có gì đâu, ba đừng có lo nha. Ờ thì con cứ đi đi, mà nhớ đừng có gây gỗ với người ta đó nghe. Ý trời, trời ba làm như con gái của ba thích gây gỗ lắm không bằng nhớ. Nè thì ba chỉ nhắc chừng con vậy thôi. Thôi ba đi trước nghe. Dạ. Công ty Hoàng Hải, nghe cái tên thôi thấy sôi động. À em. Dạ. Cho anh hỏi phòng giám đốc ở đâu vậy? Dạ mời anh lên lầu 1 phòng cuối cùng bên tay trái. Cảm ơn em. Dạ. Lầu 1 phòng cuối cùng ở bên trái phải không em? Rồi cảm ơn nha. Cô có sao không? Làm gì vậy? Đi đứng mắt mũi để đâu vậy? Thì mắt để dưới chân mày chứ để đâu. Trả treo nữa. Làm ơn, mai mốt mới đi đứng cho cẩn thận.
Ở đây là công ty chứ không phải ngoài đường ngoài xá đâu mà anh đi được kiểu đó. Trời, con gái gì mà chảnh thấy ớn vậy. Lầu một, phòng bên tay trái. Cuối cùng. Mời vào. Chào ông. Chào cậu. Cậu đến rất đúng hẹn. Tôi thích những người đúng hẹn. Mời cậu ngồi. Dạ. Cậu nghĩ sao về lời đề nghị của tôi? Tôi thấy cũng khá hứng thú với công việc mới mẻ này. Công ty chúng tôi chuyên về thời trang, nên chúng tôi có nhu cầu cần một nhiếp ảnh gia có tay nghề cao. Tôi thấy cậu có thể đáp ứng được nhu cầu của chúng tôi. Cảm ơn ông. Cậu coi lại bản hợp đồng này đi. Nếu có gì không đồng ý thì chúng ta cùng bàn bạc lại. Sao hôm nay anh bòn rảnh mà xuống đây vậy? Tại cậu ba đi ký hợp đồng nên tôi mới được nghỉ. Vậy bây giờ anh Du á rất là bận lắm. Cậu ba bận nhiều show lắm. Khi nào cậu ba rảnh tôi sẽ dẫn cậu ba xuống đây để thăm Nghi nha. Không cần đâu. Ngày trước á, Nghi thường xuống đây để lừa cá với mọi người. Còn bây giờ thì anh bòn đừng xuống đây, và cả anh Du cũng vậy nữa. Nghi đã chọn cho mình một hướng đi khác. Nghi sẽ vô chùa để thuyết pháp quy y. Sao Nghi lại đòi đi tu? Nghi yên tâm đi, cậu ba sẽ cưới Nghi mà. Tại trong thời gian này cậu ba bận quá thôi. Anh Du sẽ không bao giờ cưới Nghi đâu. Tất cả những gì anh ấy làm cũng chỉ vì trách nhiệm và đúng với câu tình người thôi. Mình. Má. Má. Tụi bay tới đây làm gì vậy? Ba khỏe không má? Khỏe chứ sao không khỏe. Sống ở đây khỏe hơn sống ở nhà nhiều. Sao bạn được ở nhà? Má về với tụi con đi. Tao không về. Tao sống ở đây á sướng hơn là sống ở nhà. Phải nhức con mắt, nhức cái lỗ tai. Thôi mà má. Mình
Thì má cho con xin lỗi đi. Con hứa là không có làm cho má buồn nữa. Má chịu chưa? Má, má về với tụi con nha. Anh Hào biết lỗi của mình rồi mà. Còn cái chuyện hợp tác xã tính sao? Thí dụ đó thì con hứa là không ra khỏi hợp tác xã nữa. Má chịu chưa? Anh Hào hứa rồi đó má. Má về với tụi con nha. Thôi má về đi. Má làm vậy hàng xóm người ta dị nghị. Người ta nói là tụi con đuổi má đi kìa. Đuổi chứ gì nữa không đuổi. Tôi nói rồi đó nghe. Hứa cái chuyện mà hợp tác xã không ra khỏi hợp tác xã là phải giữ lời đó. Dạ, con biết rồi. Vậy thì ở chờ đi, má đi dọn đồ. Dạ. Chuyện không có đơn giản, vấn đề rất là nan giải. Nan giải như thế nào? Mặc dù sản lượng bưởi ngon, ổn định đủ cho xuất khẩu, nhưng mà tình trạng người dân vẫn lén lút bán bưởi cho thương lái. Vậy thì sản lượng bưởi ngon vẫn bị giảm sút khá nhiều. Nếu vậy thì dự án xuất khẩu bưởi chưa thể thực hiện được. Vì quan trọng là ý thức. Khi ý thức con người chưa tốt thì bất cứ chuyện gì cũng đều thất bại. Dự án xuất khẩu trái cây miệt vườn cứ để đó đi. Bây giờ cô quay lại kế hoạch của chúng ta. Không phải anh đã giao cho người khác rồi sao? Không, tôi tin đó, chỉ có cô mới có thể giúp tôi làm chuyện này. Thật ra ngay từ đầu tôi đã biết vụ tráo hàng trong kho, chứ không có nguyên nhân nào khác. Vậy là chuyện anh kêu tôi về quê để khảo sát trái cây miệt vườn chỉ là một cách để mà đánh lạc hướng đối phương, chứ thật lòng anh không có quan tâm tới dự án này. Nói như vậy á, là cô chưa hiểu ý tôi rồi. Tôi không bao giờ làm việc gì mà không có chủ đích cả. Tôi nói cô về quê để tìm hiểu tiềm năng xuất khẩu của bưởi, để cô tránh khỏi sự theo dõi của đối phương. Đều là những việc quan trọng sau này của công ty sắp tới. Sao, cô đồng ý với ý kiến của tôi chứ? Ừ. Tôi tin thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ có câu trả lời cho tất cả mọi chuyện. Anh theo cô ta về quê có thu được tin tức gì không? Không. Lần này cô ta về quê là để thăm chừng lượng bưởi để xuất khẩu của mình, chứ không điều tra vụ tráo hàng. Anh có chắc chắn như vậy không? Chắc chắn như vậy, bởi vì chính tôi đưa cô ta về. Cô ta chỉ quanh quẩn trong vườn bưởi mà không làm gì hết. Tôi nghĩ cô ta không buông tha chuyện này một cách dễ dàng như vậy đâu. Coi chừng bây giờ cô ta đang âm thầm điều tra tôi với anh đó. Không có chuyện đó đâu. Không ai hiểu cô ta bằng tôi. Anh đừng có chủ quan, đề phòng vững hơn. Ủa, chị Nhung. Chào em. Chị đi đâu vậy? Chị đi thăm anh Trung ở bên kho hàng. Anh cùng quê với chị. Nghe nói anh đau nặng mà lại đang thất nghiệp nữa. Tội nghiệp quá. Anh Trung nào xem không biết ta? Em không biết là đúng rồi. Em đừng thắc mắc chuyện này nữa. Em không biết ảnh càng tốt. Ừ. Em coi phòng giùm chị. Chị đi chút xíu chị về. Dạ. Ờ. Tôi nghe. Anh Điền hả? Anh có thể mượn cho em hồ sơ nhân viên của bên kho vận được không? Được. Để tôi xuống phòng nhân sự kêu gửi mail cho tôi, rồi tôi chuyển mail cho cô. Dạ, với lại cả những nhân viên mà đang nghỉ việc nữa nha. Rồi, tôi biết rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Alo, phòng nhân sự hả?
Nguyễn Lê Trung. Đã nghỉ việc ngày 24. Chỉ một ngày sau khi lô hàng bị trả. Cô Tây Mai, cho em hỏi, anh có phải là anh Trung không? Cô nhầm nhà rồi. Anh ơi, anh à, làm sao mà tôi nhầm được? Tôi đã thấy hình anh ở trong hồ sơ của phòng nhân sự rồi. Nhưng mà cô kiếm tôi cái việc gì? Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi. Nhưng mà cô là ai, từ đâu tới đây? Tôi là Thư, tôi làm trong công ty Hoàng Vũ. Tôi không liên quan gì tới công ty Hoàng Vũ nữa, cô về đi. Anh Trung à, nhưng mà anh Trung. Anh Trung. Thôi, mời cô vào nhà. Dạ. Cô muốn nói gì? Cô nói nhanh đi. Tôi muốn biết lý do tại sao mà người ta cho anh nghỉ việc. Tôi bệnh, làm không nổi công việc nặng nhọc, nên tôi xin nghỉ. Không đúng. Người ta buộc anh thôi việc đúng không? Tôi đã nói là tự tôi xin nghỉ, không ai ép buộc tôi hết. Cô đừng có nói lung tung. Có phải người ta đã hăm dọa điều gì đó nên anh mới không dám nói ra sự thật? Tôi đã nói là không có mà. Anh sẽ không bao che được cho họ đâu. Bọn họ cho anh nghỉ để xóa dấu vết đúng không? Tôi không biết gì hết. Cô đừng mất thời gian vô ích. Tôi nói cho anh biết là bọn họ đang chuẩn bị chứng cứ ngoại phạm để đổ hết tội cho anh đó. Cho dù anh có nghĩ thì cũng không thoát được đâu. Anh có biết rằng tội mà không tố giác bọn tội phạm cũng sẽ bị truy tố trước pháp luật không vậy? Và chúng tôi sẽ đưa sự việc này ra cho công an kinh tế nhờ họ điều tra. Khi đó thì chắc không ai cứu anh nổi đâu. Cô muốn gì? Cô muốn gì? Anh làm gì vậy? Cô muốn gì? Cô nói đi. Anh trời ơi, tôi không phải là thủ phạm. Tôi chỉ đứng im để họ làm thôi. Mà họ là ai? Anh có thể nói cho tôi biết không? Nếu tôi nói ra, tôi có được khoan hồng không? Tất nhiên rồi. Nếu như mà anh giúp chúng tôi á, thì anh Điền sẽ xin giảm tội cho anh. Nếu mà anh được miễn truy tố á, thì anh Điền sẽ sắp xếp cho anh một công việc để anh quay lại công ty làm. Cô nói thật chứ? Tôi sẽ lấy tất cả uy tín của mình ra để đảm bảo cho anh điều đó. Vậy thì anh Đăng, không xong rồi. Chuyện gì? Tôi lén coi máy của nó, phát hiện có bản danh sách nhân viên kho giận. Thì sao? Trong đó có tên Nguyễn Lê Trung, trưởng đám bốc vác kho 3 được Tô Động. Rồi mình phải làm sao bây giờ? Cô hỏi tôi biết hỏi ai? Bình tĩnh đi. Cô phải có thái độ bình thường, không được manh động. Nhưng mà bây giờ mình phải làm sao? Tôi có cách thay đổi thế cờ rồi. Tôi nghe nè. Alo, Thư hả? Anh muốn gặp em được không? Tôi bận lắm.
Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em nè. Chuyện liên quan đến việc tráo hàng của công ty. Anh sẽ không mất thời gian của em đâu. Thì chúng ta gặp nhau ở quán cà phê cũ nha. Rồi, vậy thì tôi sẽ tới liền. Em không thể biết những chuyện trước đây ở công ty kinh khủng thế nào đâu. Họ có thể giết người diệt khẩu để bảo vệ chuyện làm ăn của mình. Vậy vai trò phó giám đốc của anh ở đâu? Anh chỉ là một loại giám đốc bù nhìn thôi. Mọi chuyện là do cha con của ông Tấn sắp đặt hết. Anh muốn chấm dứt cha con họ, cho nên anh tìm cách ly dị cô ấy. Nhưng mà anh nói với tôi những điều đó để làm gì? Anh sẽ đưa cho em tất cả những bằng chứng về việc tráo hàng trong kho. Dữa thôi. Tại sao? Thì anh cũng biết đó, ông Tấn đã chết. Cô Tuyền thì không phải là người trong công ty, làm sao mà mình có thể truy tố được họ? Nhưng còn rất nhiều người liên quan đến việc này trong công ty. Họ phải chịu trách nhiệm những gì họ làm. Tôi không quan tâm tới những chuyện đó nữa. Thư. Anh làm gì vậy? Mình cưới nhau đi. Thư à, anh không muốn sai một giây phút nào nữa. Không. Tại sao? Bởi vì tôi không yêu anh. Em nói dối. Em rất yêu anh. Trước đây và bây giờ vẫn vậy mà. Chúng ta nên chấm dứt chuyện này đi. Từ nay nếu như mà không có gì quan trọng á thì đừng có gọi cho tôi nữa. Thư à. Thư. Có trách thì trách số mình xui xẻo, đều nhằm một sao xấu. Theo chỉ thị của ông Tấn, ông Đăng và cô Linh đã trộn hàng kém chất lượng để xuất khẩu, đã trộn vào lô hàng cùng loại. Nhưng anh em trong tổ biết rõ, họ thường đánh tráo hàng vào ban đêm. Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Từ lâu rồi, tôi không nhớ chính xác, nhưng có lẽ là 5-6 năm gì đó. Cho tới khi ông tổng giám đốc mới có vẻ nghi ngờ thì mới chấm dứt. Sự việc này rõ ràng là có liên quan tới anh ta, nhưng mà tại sao mình lại do dự khi tố cáo anh ta? Mình cưới nhau đi. Thư à, anh không muốn sai một giây phút nào nữa. Happy birthday. Em nhìn nè. Cô ta từ chối mình. Trước sau gì cổ cũng tố cáo mình. Mình không thể ngồi yên. Mình phải ra tay thôi. Tao muốn mày phải làm cho một người im lặng mãi mãi. Im lặng mãi mãi hả? Phải. Nhanh, gọn. Biến mất vĩnh viễn cả.
giá hơi cao đó. Không thành vấn đề. Chị ơi, chị không vào được đâu. Ừ. Chị cho em hỏi, cái người đàn ông mà mới vừa được đưa vô đây nè, sống hay chết vậy chị? Anh ấy tên gì ạ? Anh ấy tên Trung. Nguyễn Lê Trung. Anh ấy ngủ say trong lúc nhà đang cháy nên anh ta bị phỏng rất nặng. Bây giờ tình hình anh ấy như thế nào, liệu có qua khỏi không? Tôi cũng chưa biết nữa, nhưng các bác sĩ đang cố gắng hết sức để chữa cho anh ấy. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ cảm ơn. Dạ. Chúng ta ra ngoài thôi. Tại tôi mà anh ấy mới ra nông nổi như vậy. Tôi đã đến nhà anh ấy, tôi đã nói chuyện với anh ấy. Giờ tôi cảm thấy anh ấy rất là thận trọng. Tôi đang nghi ngờ việc cháy nhà đã xảy ra trong căn nhà của anh ấy là có thể thủ tiêu bệnh đồng hối, đúng không? Anh cũng nghĩ như tôi sao? Tôi không phải nghĩ mà là chắc chắn. Vậy là công việc điều tra của chúng ta đã hoàn thành rồi. Anh nói sao? Anh ấy còn nằm trong kia chưa biết sống chết như thế nào mà. Ít ra thì chúng ta cũng nhận diện được hung thủ. Việc đưa ra ánh sáng chỉ còn là thời gian thôi. Hy vọng lần này chúng ta sẽ thành công. Dạ. Trái táo vẫn còn tươi nguyên. Như vậy là chúng ta thành công rồi. Thành công rồi. Thành công rồi. Chưa đâu, chúng ta còn phải đi phân chất kiểm nghiệm để xem những chất trong quả táo có thay đổi không. Như vậy là em ăn cho được hả thầy? Dù sao thầy cũng chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn thầy. Được, cảm ơn mọi người nhiều. Chúc mừng anh. Dạ, cảm ơn thầy. Vậy là không uổng công bao nhiêu ngày anh nghiên cứu ha. Ừ. Em hy vọng là lần này anh sẽ thành công. Anh cũng hy vọng mà. Ừ. Thư. Bóng bưởi. Hình như em đã có tâm sự gì phải không? Ừ. Đúng là không có gì giấu được anh hết. Có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhưng mà cũng là mình dây dứt lắm. Có chuyện gì nói cho anh nghe đi. Thì em đang điều tra vụ tráo hàng ở trong công ty. Kết quả thì cũng sắp được đưa ra ánh sáng. Thì bọn thủ ác đã đốt nhà của nhân chứng, làm anh ta bị thương rất là nặng, không biết có qua khỏi hay không. Vậy công an đã vào cuộc để điều tra chưa? Vì đây là những thu thập cá nhân của em thôi à. Dù là chuyện cá nhân của em á, thì em cũng phải nói chuyện với công an để họ dựa vào đó mà có thể điều tra ra được chứ. Anh muốn nói điều này với em. Thế lực của bóng tối, bọn chúng đáng sợ lắm. Nhưng mà nếu chúng ta có được lòng dũng cảm thì bọn chúng không bao giờ thắng thế được. Đó là thứ nhất. Còn cái thứ hai á, là người dân đó sẽ không mất mạng một cách vô ích. Em sẽ không bỏ qua chuyện này. Nhất định là như vậy. Tất nhiên rồi, anh sẽ sát cánh cùng em. Bây giờ là mấy giờ rồi bọn? Người mẫu đâu chưa tới nữa? Ai mà biết đâu. Bả mà tới á là trang điểm một tiếng, làm tóc một tiếng nữa là tới trưa luôn đó. Con nhỏ này tới đây á, tao xử nó đẹp luôn. Người mẫu gì mà không chuyên nghiệp gì hết á, lần đầu tiên cộng tác á mà trễ giờ rồi. Thôi cậu ơi,
cổ nhân có nói là đừng có đánh phụ nữ dù chỉ là một cành hoa. Ê, Như tới rồi kìa, phải không cậu? Make up đâu? Tôi làm mặt đi. Làm đi. Xích ra. Đuôi ra. Sao rồi? Chuẩn bị xong xuôi hết chưa? Xong hết rồi. Làm lẹ lẹ đi, tôi còn phải đi, có chuyện gấp lắm. Đúng rồi, thợ chụp hình đâu rồi? Cô hỏi ai vậy? Anh là thợ chụp hình hả? Làm việc nhanh nhanh đi, tôi có chuyện gấp phải đi. Tôi không phải là thợ chụp hình, tôi là nhiếp ảnh gia Phi Du. Cô đến trễ mà dám lớn giọng nữa hả? Hả? Nè, anh dám ăn nói với tôi kiểu đó đó hả? Anh có biết tôi là ai không? Cô là ai á thì mặc kệ cô. Cô bắt cả ekip chờ nãy giờ, bây giờ đến đây á còn dám lớn giọng, phách lối nữa chứ. Nè, cô tưởng cô là ai vậy? Thôi cậu ơi, để tôi kiếm ăn. Thôi cái gì mà thôi. Thôi, tao làm việc với nhiều người mẫu nổi tiếng rồi, chảnh chẹ cỡ nào tao cũng thấy rồi. Nhưng mà kiểu người vừa chảnh chẹ vừa cà chớn như cô là lần đầu tiên tôi làm việc đó. Thôi giờ làm mặt luôn đi. Thôi đi, không làm gì hết đó. Anh gan lắm đó. Buổi chụp hình hôm nay đó, không làm nữa. Quỷ, hết hứng rồi. Nè, tôi mới là người quỷ cái show chụp hình này, không có hứng chụp nữa. Dẹp đi, không chụp nữa. Anh dám chửi tôi kiểu đó hả? Anh đúng là không biết ngày tàn trong ngõ hẹp là cái gì mà. Tôi cho anh alpha kết luôn. Trước mắt là tạm thời, chúng tôi đang đi tìm chứng cứ và nhân chứng. Mọi thủ tục theo quy định của ngành, chúng tôi đã gửi cho công ty. Vì cô có liên quan đến vụ án, dạ, nên xin cô chấp hành hợp tác điều tra với chúng tôi. Ừ. Chào anh. Dạ. Người mẫu hồi nãy là ai vậy? Tôi đâu có biết. Trời, anh không biết cô ta hả? Cô ta là con của giám đốc Hải. Theo em biết thì cô ta từ nước ngoài về. Hình như cô ta tên là Bibi Hà đó. Trời ơi, chết rồi cậu ơi. Không chừng tôi với cậu bị đuổi thiệt luôn á. Cậu dám chửi con gái rượu của người ta. Sợ cái gì hả mày? Bất quá tao quỷ hợp đồng luôn, tao không có sai gì hết á. Rồi, bó tay, xong phim. Thời gian qua, công ty có một số lô hàng bị trả về. Theo điều tra thì tôi biết những lô hàng này đã bị đánh tráo trước khi xuất kho. Thời điểm xảy ra khi ban giám đốc cũ vẫn còn làm việc, nhưng người nhận hậu quả chính là chúng ta. Nhưng ông Tấn, người giữ chức tổng giám đốc cũ đã mất, làm sao truy cứu bây giờ? Ông Tấn thì không thể truy cứu, nhưng đồng bọn còn lại của ông ấy tôi nhất định không thể bỏ qua. Ông Tấn là bà vợ trước đây của tôi, cho nên có thể mọi người nghi ngờ tôi có liên quan đến vụ việc này. Tôi xin trả lời, tôi và Tiền đã ly dị từ lâu rồi, cho nên tôi không liên quan gì đến vụ việc của ông Tấn cả. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không biết chuyện tráo hàng. Tôi đã biết và đã âm thầm điều tra theo cách của tôi, và kết quả thu được, tôi đã tìm ra đường dây của vụ tráo hàng này. Anh phải nói rõ thủ phạm, không thôi người ta nghi ngờ lẫn nhau đó. Công việc này khá phức tạp, cho nên tôi xin phép được nói dài dòng một chút. Thứ nhất, không phải cá nhân một người, mà còn có sự cấu kết từ bên ngoài đến nhân viên kho vận. Trong quá trình điều tra vụ việc tráo hàng giả, tôi đã phát hiện ra tất cả những đơn hàng đều do một nhân viên marketing duy nhất làm chuyện này. Người đó là ai? Giám đốc cứ coi bản hợp đồng này, rồi sẽ biết người đó là ai. Trần Phương Thư. Tại sao lại vu khống tôi? Tôi sẽ không tố cáo cô,
Nếu như cô không quá tán tận lương tâm. Tôi làm cái gì mà nói tôi tán tận lương tâm? Cô đã móc nối với trưởng bốc giác kho số 3 là tên Nguyễn Lê Trung để tráo hàng. Khi lô hàng bị trả về, sau bị phát giác, Trung đã xin nghỉ việc. Nhưng cô đã đến nhà hắn ta phóng hỏa giết người bên đầu mối. Thư à, công an điều tra đã phát hiện dấu vân tay của cô tại nhà Lê Trung. Cô ấy có thể làm như vậy sao? Cô Thư có thể tự tay đốt nhà anh Trung sao? Cô ấy là con gái, làm sao có thể làm chuyện này được chứ? Cô ta làm không được thì cô ta có thể thuê người khác làm mà. Nếu cô ấy thuê người khác thì làm sao phát hiện được dấu vân tay? Thì cũng có thể là cô ta đến trước. Nếu cô ấy đến trước thì làm sao cô có thể khẳng định được cô ấy đã phóng hỏa? Chúng ta cũng biết người chủ mưu trong việc này là ông Tấn. Cô Thư mới vô làm công ty cách đây 2 năm, mối quan hệ với ông Tấn không nhiều, thì làm sao cô ấy lại tiếp tay cho ông Tấn được chứ? Vậy thì người giám đốc nghi ngờ là ai? Tôi không nghi ngờ ai hết. Điều tôi cần là bằng chứng xác thực. Cuộc họp kết thúc, mọi người có thể về phòng làm việc. Ba mới về. Con ngồi xuống đây, ba muốn nói chuyện với con. Ủa, có chuyện gì mà sao thấy ba nghiêm trọng vậy ba? Thằng Du gọi điện cho ba, nói con không chịu hợp tác với nó. Như vậy là sao? Anh nói với ba vậy hả? Phi Du là nhiếp ảnh gia rất có triển vọng, ba phải cố công lắm mới mời được nó về. Vậy mà con lại làm mất lòng nó là sao? Con không biết á là ảnh giỏi như thế nào, tài nghệ của ảnh ra sao, nhưng mà cái cách cư xử nói năng của ảnh á mất lịch sự lắm, đồ nhà quê. Nói gì thì nói, con cũng không nên làm như vậy. Con phải sắp xếp quay lại chụp xong bộ ảnh cho ba. Ba ơi, con mới ở Đồng Nai về, đi xa mệt lắm á. Mệt cái gì mà mệt, đi xe hơi máy lạnh có người chở mà mệt cái gì. Thôi con quay lại Đồng Nai đi. Nhưng mà phải cho anh ta biết thế nào là lễ độ chứ. Ảnh coi thường con như vậy, chẳng khác nào ảnh coi thường ba. Được rồi, con khỏi phải lo, không ai dám coi thường ba đâu. Thôi quay lại đó đi. Đi đi. Cô uống nước đi. Cảm ơn anh. Thư à, tôi nghĩ cô nên nghỉ phép 1 tuần. Nhưng mà nếu như mà tôi nghỉ phép lúc này thì mọi người sẽ nghi ngờ tôi. Tôi biết, nhưng họ không nghi ngờ lâu đâu. Vì hung thủ thật sắp được lộ diện rồi. Vậy thì tôi càng cần ở đây để hỗ trợ cho anh. Tôi muốn cô nghỉ vì sự an toàn của cô. Tại sao anh lại nói như vậy? Bọn chúng dám ra tay với anh Trung thì rất có thể bọn chúng sẽ ra tay với cô. Tôi không sợ. Nhưng tôi sợ. Thật sự tôi lo lắng cho cô nhiều lắm. Khi đã biết được cô an toàn, tôi sẽ đánh tay đối phó với bọn chúng. Hy vọng rằng cô sẽ có một kỳ nghỉ phép thật vui vẻ và thú vị. Cảm ơn anh. Chào cô nha. Cẩn thận.
nhẹ nhẹ thôi. Cho mượn kiến coi. Trời ơi, make up gì mà nhìn lợt lạc quá vậy? Nhìn như xác chết vậy. Không có phù hợp với bộ sưu tập của tôi. Tôi đã hỏi nhiếp ảnh gia rồi. Bộ sưu tập này là bộ sưu tập hồn cổ, hoài cổ, mang theo phong cách của người Việt Nam, lấy ý tưởng từ lòng đèn, nên là phải làm mặt cho nó tự nhiên. Chứ là mặt đậm quá rồi nó lẫn lộn tay ta rồi sao? Anh biết gì mà nói. Ừ. Tránh ra đi, để tự làm. Nè. Ủa, sao vẫn là cô vậy? Tôi đã báo về công ty đổi người mẫu rồi mà. Tại vì ba tôi muốn tôi làm người mẫu cho bộ sưu tập này, cho nên tôi mới quay lại. Chứ tôi đâu có ham. Ham muốn gì hả? Ừ, không. Thôi đi, một sự nhịn bằng chính sự nhục. Ủa quên, chính sự lạnh. Bỏ đi. Ê. Đi, đi, bỏ đi. Đi. Thôi được rồi, vô chuẩn bị cho mình đi. Tôi đi thay đồ cái nha. Mày thấy thái độ không? Chuẩn bị đồ đi. Bây giờ cây quạt mình để đâu cô ba? À, chờ chút xíu đi, đợi người mẫu vô mới biết chỗ đặt được. Dạ, còn góc máy. Góc máy đặt ở đây đi. Rồi cậu. À, mấy em ơi. Dạ. Lấy dây điện cắm quạt, rồi vô ánh sáng, tạo âm nhạc luôn nha. Dạ. Dạ. Từ người mẫu đâu rồi? Thay đồ gì mà lâu dữ vậy? Em bảo đảm với cậu là bả vô trỏng bả trang điểm lại á. Cái gì? Trang điểm lại? Kìa. Tới rồi kìa. Sao? Ấn tượng lắm đúng không? Cô bị gì vậy? Hả? Cái bộ sưu tập này của tôi á, là tôi yêu cầu người mẫu make up đơn giản tự nhiên để chụp hoàn cảnh này, cô thấy không? Rồi giờ tự nhiên cô chui vô trỏng, rồi cô đánh mắt xếp lên, hai cái má đỏ lên, rồi cái môi bầm tím y như bệnh sốt xuất huyết vậy hả? Y như mà điên vậy đó. Anh vừa phải thôi nha. Cái này là phong cách của tôi. Ba tôi gửi anh chụp thì anh chụp đi. Anh thắc mắc làm gì? Phong cách của cô hả? Nếu như mà cô không chỉnh trang lại như ban đầu á, thì dẹp, không chụp nữa. Tại sao? Tại sao cái gì? Tôi không thích làm việc với một người phách lối như cô. Cô nghĩ mình có tiền á, rồi bắt người khác làm theo ý của cô hả? Là mơ đi cô. Tôi nói cho cô biết á, tôi không phải là hạng người đó đâu nha. Alo, tôi nghe. Chú đổi người mẫu khác đi. Tại sao nhất định phải là người mẫu BB Hà mới được chứ? Tại bộ sưu tập này á, là do BB Hà sáng tạo, nên tôi muốn nó làm người mẫu luôn. Coi như là món quà tôi dành tặng con gái tôi. Cậu ráng giúp tôi đi. Con với cổ không bao giờ hợp tác được đâu. Cổ làm việc á, rất là thiếu ý thức, và không tôn trọng người khác nữa chứ. Thích làm gì thì làm à. Nếu mà chú không đổi người mẫu khác á, thì con với chú sẽ không hợp tác nữa đâu. Thôi được, ngày mai tôi cho người mẫu khác ra. Cảm ơn chú. Alo. Dạ con nghe nè. Còn dạ Phi Du á, có chuyện gì vậy? Anh ta quá đáng lắm. Tự nhiên cứ chửi con một trận, xong á bỏ đâu mất tiêu rồi. Nhưng sao anh ta lại chửi con? Còn và Phi Du á, có chuyện gì vậy? Anh ta quá đáng lắm. Tự nhiên cứ chửi con một trận, xong á bỏ đâu mất tiêu rồi.
Nhưng sao anh ta lại chửi con? Con đâu biết đâu. Con chỉ gì á, con muốn trang điểm theo phong cách của con thôi. Tự nhiên cái chuyện nhỏ xíu như con kiến vậy á, mà đùng đùng làm ầm ĩ lên. Vậy là con sai rồi. Anh ta là nhiếp ảnh gia, anh ta phải chịu trách nhiệm vì những tấm hình của mình. Con tự ý như vậy sao được? Ba, con không chịu đâu. Ba binh người ngoài, ba không binh con. Phi Du là người ba cần. Nếu con không thích á, thì ba gửi người mẫu khác ra. Còn con á, làm gì thì tùy con. Nhưng nội trong tuần này á, con phải hoàn tất bộ sưu tập này cho ba. Đây là công việc công ty, chứ không phải chuyện chơi. Mà con muốn làm gì thì làm. Dạ. Dạ con biết rồi ba. Vậy nha ba. Cậu, có khi nào bà chặn lửa đó, bà mét ba bà, đồ đủ gì cậu không? Nếu mà ông nghe lời con nhỏ đó đó, thì suy ra ông quá tầm thường. Tao không thích làm việc với những người tầm thường như vậy. Chẳng những tầm thường mà còn tầm bậy nữa. À, mà rủi ông chơi cậu bích đường luôn. Ông dùng thế lực của ông, không cho cậu đi làm chỗ khác nữa thì sao? Ừ ha. Nếu mà như vậy á, thì đúng là tao mệt thiệt luôn á. Hay năn nỉ bả đi. Tao mà đi năn nỉ con nhỏ đó. Ừ. Mày khùng hả? Đừng có mơ. Hey. Hôm đó tôi hơi lỡ lời, cho tôi xin lỗi được không? Cô không cần phải xin lỗi đâu. Nói chung á là tôi không thích hợp tác với những người giống như cô vậy. Anh đừng có được nước làm tới được không? Bây giờ tôi hỏi anh một lần cuối cùng, anh có đồng ý hợp tác hay không? Không. Sứ, không làm thì thôi. Kiểu người như anh á, trên đời thiếu gì? Đồ làm phách. Thì ráng đi tìm đi. Tỉ mấy cái cành với mấy cái lá sâu cho thầy kỹ nghe. Dạ. Có vậy thì trái mới ra tốt. Dạ. Nè chú Sơn. Dạ. Bên kia có mấy trái nu kìa. Dạ. Chú hái giùm tôi đi nghe. Để em cắt cành xong tí rồi em tỉ luôn mấy trái nu đó. Nè,
Dạ con chào bác. Cậu là ai? Sao tự dưng mà tới đây? Dạ thưa bác, cháu là bạn của Thư ạ. Nhưng sao tôi không nghe con Thư nó nói gì hết? Tôi đâu có biết là nó dắt bạn về theo đâu. Dạ thì cháu đi theo Thư thôi, chứ Thư không biết cái gì đây. Thôi trưa rồi, mời cậu về nhà dùng cơm rồi mình nói chuyện. Dạ. Mình về đây đã được mấy tuần rồi mà không thấy Võ Đông Sơ qua thăm. Cái anh cha này cũng thiệt tình à, nó dứt một cái là dứt hẳn luôn vậy hả? Được rồi, mai mốt mà qua đây năn nỉ tôi á hả, thì đừng có hòng tôi tha thứ, còn lâu à. Nói trời ơi, trời ơi, Phật độ, Phật độ. Con mới về. Về chơi hả con? Dạ, con được nghỉ hè rồi mà. Nghỉ hè? Quên nữa, tháng hè mà nội quên. Nhưng mà con chơi được có tuần lễ à, con lên Sài Gòn lại rồi. Được rồi, chơi bao lâu cũng được, miễn con về là nội mừng rồi. Dạ. Thôi mình vô nhà đi con. Dạ dạ dạ. Đi nội. Dạ mời bà ăn cơm. Nè, con ăn cơm tự nhiên nghe. Nhà có mấy cha con hả, ăn uống cũng đạm bạc lắm. Dạ con cảm ơn bác, con ăn món gì cũng được hết. Mời bà. Ủa anh về quê mà sao không nói cho Thư biết để Thư ra đón, lỡ đi lạc thì sao? Sao mà lạc được, tôi nhìn kỹ xe Thư xong tôi kêu xe chạy theo xe của Thư mà. Trời ơi, có ngày á không thấy chiếc xe rồi đi lạc qua tới Campuchia luôn cho biết. Hết thằng Bạch công tử tới thằng Hắc công tử, mấy cái thằng này nhìn cái bản mặt là không ưa rồi. Sức. Nội nội ăn cơm đi nội. Thưa bác, cháu thấy vườn bưởi của mình rất rộng lớn và khả năng xuất khẩu rất cao. Nếu như mà được bác đồng ý, con xin đầu tư tiền vào đây để xây dựng vườn bưởi theo tiêu chuẩn GAP. Có nghe gì không con? Dạ. Pháo đâu mà nổ lớn quá vậy cả. Dân thành phố xuống đây nói không à, không có làm. Nổi. Vậy chứ không phải sao? Nói cho đã cái miệng mà ai nói không được. Nè, ý kiến của con á, để bác suy nghĩ thêm đã. Bởi vì bà con ở đây họ còn bảo thủ lắm. Muốn cải tạo vườn bưởi á, thì để bác hỏi ý kiến của mọi người đã ha. Dạ, thì bác cứ hỏi đi. Nhưng mà con nghĩ là mọi người sẽ đồng ý với ý kiến của con, vì khi như vậy á, thì kinh tế của họ sẽ được cải thiện hơn. Nội, ăn thêm đi nội. Thôi, chưa ăn mà đã thấy no rồi con ơi. Ngồi đây ăn hơi, dám điếc lắm à. Thôi ăn cơm đi con, ăn đi. Tự nhiên nghe. Dạ. Ăn mạnh đi con. Dạ. Ăn đi Thư. Sao, Du lúc này nó còn quậy phá gì nữa không? Không có đâu ba. Giờ này thằng Du nó mê làm ăn lắm, nó mới vừa ký hợp đồng được với công ty quảng cáo lớn lắm á. Thấy chưa, em nói rồi mà mình không tin. Thằng Du nó đã thay đổi rồi mà. Vậy cũng mừng, đỡ tốn miệng ăn. Thiệt, làm cha mà ăn nói như mày không ra làm sao hết trơn. Mày nội. À nội, chút nữa con qua nhà ông Sáu chơi, nội đi với con không? Qua bển làm gì? Thì qua bển thăm ông Sáu với lại bác Hai Thạch. Thôi nội không đi đâu, con đi mình nên đi. Nè, qua chơi thôi nghe, đừng có bàn ba chuyện vườn bưởi nữa, mệt lắm. Dạ không đi hả nội? Hai đứa đó làm gì ngoài vườn bưởi mà lâu dữ vậy cả? Không được, mình phải ra canh chừng tụi nó mới được. Nội. Nội ơi. À Minh. Có đồng Minh đó rồi. Dạ. Nội khỏe không? Khỏe. Con mới vừa về là qua thăm nội liền nè. Vậy hả? Dạ. Con
ra ngoài dùng bữa với ông Ru bây giờ. Ủa, ra dùng bữa chi vậy nội? Đừng có hỏi, không kịp bây giờ, đi. Dạ dạ dạ, nhưng mà sao chuyện mày gì mới được? Sao mày hỏi quả vậy? Ủa, hình như ông Thư không tin tôi lắm thì phải. Ừ, tại vì á, hồi trước anh đang có về đây một lần, nhưng mà cũng hứa này hứa nọ, rồi cuối cùng lặng mất tâm. Ừ, thì ra là vậy. Thư ráng thuyết phục ông đi, tôi chắc chắn sẽ đầu tư vốn để cải tạo vườn bưởi mà. Ừ, có gì Thư sẽ nói lại với ông. Ừ. Ủa, nhưng mà sao anh lại quan tâm tới vườn bưởi nhiều như vậy? Vì đây có thể là quê hương thứ hai của tôi. Từ lâu tôi đã muốn nói với Thư điều này rồi. Ừ, Thư nghĩ là không cần nói đâu. Anh cầu hôn em. Em có đồng ý làm vợ anh không? Cá này á, cá đồng chứ không phải cá nuôi đâu đó. Vô đi cậu. Dạ. Sáng nay tôi thấy cậu qua vườn bữa nhà ông hay thạch, có đúng không? Có chuyện gì cậu kể cho tôi nghe được không? Hình như là Thư có bạn trai rồi. Cái cậu đi chung với cô ấy phải không? Sao ông Hai Thạch nói tôi ông đó là giám đốc của cô ấy trên Sài Gòn mà. Nhưng mà lúc con tới, con thấy anh đang cầu hôn với Thư. Một cái chuyện đó sao? Thêm đi cậu. Quan trọng á là cô Thư trả lời sao. Anh giám đốc đó ngỏ lời cầu hôn là quyền của anh ta, có chấp nhận hay không á còn là quyền của cô Thư. Nhưng mà tôi nói thiệt nha, nếu cậu hai mình thương người ta, cậu hai phải nói cho người ta mới hiểu. Chứ cậu hai cứ để mãi trong lòng thì làm sao người ta biết được. Ba. Ừ, có. Chuyện anh Điền nói với ba, ba tính sao? Để ba suy nghĩ thêm đã. Nếu như mà được anh Điền hỗ trợ vốn á, thì con nghĩ khả năng cải tạo lại vườn bưởi rất là cao. Biết là vậy, nhưng mà ba nói rồi, bà con mình không có chịu đổi mới. Họ nào giờ muốn trước nào sau vậy thôi hả? Anh mình cũng đã từng thuyết phục họ, nhưng mà không có ai nghe hết á. À, chuyện con với thằng Minh sao rồi? Có tiến triển gì chưa? Cũng vậy thôi ba. Con với ảnh cũng giống như bạn bè thôi à. Quan trọng là con có thương nó hay là không. Cũng có chút chút cảm tình với ảnh. Nhưng mà thôi, cứ kệ cho số phận đi ba. Con á, có nhiều việc để làm lắm, chứ không có thời gian nghĩ đến chuyện hôn nhân đâu. Tùy con vậy, ba không có ép con đâu. À, mà thằng Điền đâu rồi? Từ hồi tối tới giờ ba không có thấy nó. Ảnh với anh ba đi đâu á, từ chiều tới giờ con cũng không biết nữa. Gió lên lai động qua bằng lặng thước tha,
qua diễm kiều, qua mặn mà màu hoa tươi thắm lắm hoa ơi, cũng như câu chuyện tình ta ngát hương. Cũng như câu chuyện tình ta ngát. Không được, em hát không được. Thôi được rồi. Hay quá anh ba ơi. Rồi, làm một ly đi. Dạ. Rượu này ngon lắm, giống như là nước mắt quê hương vậy đó. Tôi biết á, anh thích cô hai, nhưng có điều á, hơi muộn rồi. Sao lại muộn hả anh ba? Cô hai á, có hôn ước từ nhỏ, mà có hôn ước thì cũng giống như có chồng rồi. Vậy hả? Ừ. Thôi vô đi. Chưa chắc đâu. Dù Thư đã có hôn ước, nhưng tôi vẫn chiến đấu tới cùng cho tình yêu của mình. Và chắc chắn tôi sẽ thắng. Vụ gì vậy anh ba? Không có gì hết trơn á. Thôi thôi, mình vô tiếp đi. Anh ba vui tính quá. Vô. Theo cháu thì bác có nên chấp nhận lời đề nghị của cô Điền không? Dạ, con nghĩ đó là một cơ hội tốt để mình có thể cải tạo vườn bưởi theo phương pháp mới. Với lại mục đích chính của mình là đưa bưởi Năm Roi trở thành một thương hiệu trên thị trường quốc tế. Con nghĩ là bác nên nhận lời đi. Nhưng bác sợ bà con ở đây người ta không đồng ý, vì chính cháu cũng đâu có thuyết phục được họ đâu. Tại tâm lý sợ tốn kém, ngại khó khăn, cho nên bà con mới nghĩ như vậy. Bây giờ mình đã có nguồn vốn rồi, chắc là bà con sẽ nghĩ khác thôi. Nghe cháu nói thì bác cũng yên tâm. Để bác thử thuyết phục họ coi làm sao nghe. Dạ. Em ơi, bán nước cho anh. Dạ anh mua nước gì anh? Lấy anh 5 chai nước suối. Dạ. Bao nhiêu vậy em? Dạ 40 anh. Ừ. Nè. Dạ. Mẹ ơi, thối tiền mẹ ơi. Dạ con đi học luôn nha mẹ. Ừ. Cô ơi, cho con lấy tiền thối. Dạ. Đây nè, con 10.000. Ủa cô. Cậu làm cái gì vậy? Sao cô này giống Phương Nghi quá vậy, mà lại có mặt sợi chuyện giống y của Phương Nghi? Ô cô ơi, cô... Cậu có lấy tiền thối không? Dạ thôi khỏi. Phương Nghi rất giống bà ta. Có khi nào bà ta là mẹ Phương Nghi không? Đúng là bà ấy rồi. Hay mình gọi báo cho Nghi biết. Nhưng mà nếu không phải thì sao?
mình phải quay lại hỏi cho ra lẽ mới được. Cậu muốn mua thêm cái gì nữa hả? Dạ không. Cô ơi, con muốn hỏi cô một chuyện được không cô? Cậu hỏi cái gì vậy thì hỏi lẹ đi, chứ tôi bận lắm, đang làm sổ sách nè. Cô ơi, ngày xưa cô phải ở làng chài Long Hải không cô? À, đâu có. Tôi là người dưới Sài Gòn lên đây lập nghiệp. Mà cậu là ai? Sao tự nhiên hỏi tôi chuyện này? Dạ tại con có một người bạn tên là Phương Nghi, sống ở làng chài Long Hải á, mà mẹ của cô ấy bỏ cô ấy trong chùa 20 năm trước. Tại con nhìn thấy cô rất là giống mẹ của cô ấy trong hình, với lại cái mặt sợi dây chuyền, cái mặt sợi dây chuyền. Cậu điên quá đi. Dạ. Con nói thiệt với cô, cái mặt sợi dây chuyền của cô với mặt sợi dây chuyền của Phương Nghi á rất là giống nhau. Đi, cậu đi khỏi đây. Cậu khùng quá. Ủa, sao cậu không đi? Dạ. Không phải thì thôi, làm gì xua đuổi người ta dữ vậy? Cô Phương Nghi, bạn gái của cậu hiện nay ra sao? Cuộc sống có tốt không? Dạ, bây giờ Phương Nghi bệnh rất nặng. Mong ước cuối cùng của Phương Nghi là muốn gặp lại mẹ của mình. Cậu đừng có diễn kịch trước mặt tôi nữa. Cậu muốn gì? Nếu cô không tin con thì cô hỏi con làm cái gì? Con hỏi cô muốn gì thì đúng hơn á. Thật ra thì cách đây 15 năm tôi có một đứa con gái, nhưng vì lúc đó quá nghèo, nợ nần chồng chất, người ta tới xiết nợ mà chồng lại chết vì ly biển. Tôi đành phải bỏ con gái của mình ở một ngôi chùa. Mong cho con gái của mình đừng giống như cuộc đời của mẹ nó. Lúc đó con bé nó mới vừa được 5 tuổi. Cô ơi, Nghi cũng kể con nghe câu chuyện giống y như vậy á. Với lại Nghi đang đeo sợi dây chuyền giống y của cô. Chính tôi làm cho con gái của tôi mà. Dạ. Nhưng mà bây giờ con gái tôi nó sống ở đâu? Dạ bây giờ Nghi vẫn đang sống ở làng chài. Nghi nói á, là Nghi nhất định sẽ chờ mẹ Nghi về. Cô ơi, bây giờ con dẫn cô đi gặp Nghi nha cô. Không. Không. Không đâu. Sao vậy? Tôi xin cậu, cậu hãy giữ bí mật này, đừng cho ai biết, kể cả con gái của tôi. Nhưng mà tại sao vậy cô? Cậu không thể hiểu nổi đâu. Bây giờ tôi đã có gia đình, có chồng, có con. Tôi không thể bày tỏ với họ được đâu. Tôi không thể nói cho họ biết được. Nhưng mà còn Nghi, Nghi đâu có tội tình gì đâu cô. Tại sao cô không nhìn nhận Nghi? Quá khứ đã ngủ yên, đừng khơi dậy làm gì. Tôi xin cậu, cậu coi như là chưa hề gặp tôi bao giờ. Nghe cậu, cậu chưa hề gặp tôi.
Tôi xin gửi cậu số tiền này, cậu đưa cho nó giùm tôi. Cậu đừng nói là của tôi nha cậu. Tôi không thể nhận lại nó đâu. Cậu hãy thông cảm cho tôi. Tôi không thể nhận lại nó được đâu. Cái gì? Nó cũng chưa chịu chụp hình cho con nữa hả? Ừ, được rồi. Để về mẹ nói chuyện với ba con. Con nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Đừng lo lắng gì hết. Ừ, bye bye con. Nó chỉ là một thằng thợ chụp hình. Mà làm gì ông nể nó dữ vậy? Anh mới về. Anh ngồi xuống đi. Em có chuyện này muốn nói với anh nè. Có chuyện gì vậy? Tại sao tới giờ này á, cái thằng thợ chụp hình đó, nó chưa chịu chụp cho con bé Hà? Mà ai nói mà em biết? Ai nói không quan trọng. Anh trả lời em đi. Lỗi tại con Hà, nó đã đi trễ, còn không chịu nghe lời người ta. Nhưng dù gì con bé Hà nó cũng là con gái anh mà. Nó không phải là một người mẫu bình thường. Cái thằng nó là cái thá gì mà đã dám nói bé Hà thế này thế nọ. Em nói anh đuổi việc thằng nó đi. Mà làm cái gì vậy? Ký hợp đồng rồi, bộ muốn đuổi là đuổi sao? Nhưng mình là chủ, nó chỉ là thằng làm công thôi. Nó không làm đúng ý mình thì mình cứ việc đuổi nó, có gì đâu. Nhưng nó giỏi, có tài, người như vậy không dễ kiếm đâu. Tưởng chuyện gì, tài cán như nó thì thiếu gì. Với lại mình có tiền, mình có thể thuê thiếu gì người. Có gì đâu. Chuyện này á, để tôi giải quyết. Bà khỏi phải nói nhiều. Nói chuyện với ông này còn chán hơn là nói với cái đầu gối nữa. Ê Bồn, sáng giờ đi đâu vậy? Đi đâu cậu hỏi làm chi? Chứ mày đặt nói giọng buồn nữa. Có chuyện buồn hả mày? Nói đi, có chuyện gì? Thôi chuyện của tôi mà. Cậu ngủ đi. Được rồi, không nói thì thôi. Sau này đừng có năn nỉ tao nghe chuyện của mày nữa nha. Tại sao bà ấy lại không muốn nhìn nhận lại Phương Nghi? Thật tình là mình không hiểu nổi. Mình phải làm sao đây? Nói ra hay yên lặng luôn? Nhìn ánh mắt thằng Du, mình có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Ánh mắt của nó rất giống cô ấy. Em không thể tiếp tục gặp anh. Em đã có chồng, có con. Chỉ vì một phút yếu lòng, em đã phạm sai lầm. Em đừng tự dằn vặt mình nữa. Chồng em không yêu em, anh mới là người yêu em mà. Em nói em có cảm xúc thật với anh mà. Đúng. Thời gian bên anh, em rất vui và hạnh phúc. Nhưng lúc về với gia đình, em không dám đối mặt với ai cả. Vì sao em biết không? Vì em đã phạm sai lầm. Em đã làm điều không đúng với gia đình em. Em không thể tiếp tục được nữa. Bây giờ em cần một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, yên ổn. Thu, em hãy nhìn vô mắt anh đi. Nếu em không yêu anh đó, thì anh sẽ ra đi mãi mãi. Em không yêu anh. Đừng tìm em nữa. Thu, Thu, Thu. Hơn 20 năm rồi, trong lòng tôi không khi nào nguôi nhớ về em.
Bây giờ em đang ở đâu? Ủa chú, chú mới lên hả? Cậu ngồi đi. Tôi lên đây có chuyện muốn nói với cậu. Chú muốn hủy hợp đồng đúng không? Không, không phải như vậy. Tôi muốn nói với cậu về chuyện Bibi Hà, con gái của tôi. Thưa mẹ, con đi học. Nhớ đợi nón nha con. Dạ. Anh nè. Lát nữa đó em nấu món ăn mà anh với con thích á, chiều hai cha con về sớm ăn nha. Được rồi. Nhớ đó. Yên tâm. Con đi nha mẹ. Nè con thấy không, lúc nào mẹ con cũng quan tâm tới hai cha con. Dạ. Mình thấy không? Rồi đi nghe con. Dạ rồi. Cẩn thận nha anh. Đi nghe bà. Không dễ gì bà ta đánh đổi hạnh phúc gia đình của mình đâu. Chỉ tội cho Phương Nghi thôi. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cậu làm việc. Còn nếu Bibi Hà vẫn gây khó dễ cho cậu, tôi sẽ đồng ý bồi thường hợp đồng như đã giao hẹn. Nhưng mà tại sao phải là Bibi Hà mới được chứ? Trong khi bây giờ có rất nhiều những người mẫu, họ làm việc rất là nghiêm túc mà lại hiệu quả nữa chứ. Tại đây là bộ sưu tập đầu tiên của nó, dấu ấn những ngày tháng nó du học ngành thời trang bên Paris. Tôi muốn lần BIA này sẽ mở ra một tương lai tươi sáng cho Bibi Hà, là nền tảng vững chắc trong tương lai của nó. Tình cảm của chú dành cho cổ thật là lớn lao. Con ước gì ba của con cũng luôn ủng hộ con giống như chú vậy đó. Nói vậy là ba cậu không ủng hộ cậu sao? Ông phản đối dữ lắm. Từ cái lúc con theo nghề này, rất ít khi nào bà con về quê lắm. Tôi nghĩ có một ngày ba cậu sẽ thông cảm thôi. Cậu tin tôi đi, bàn tay không thể nắm mãi được. Cảm ơn chú. Thôi được rồi, con hứa với chú là con sẽ giúp Bibi Hà thực hiện bộ ảnh này. Cảm ơn cậu. Nhưng thời gian không còn nhiều nữa, cậu và con Hà phải làm việc cực lực, may ra mới kịp. Cảm ơn cậu. Chú cứ yên tâm đi, con sẽ giúp Bibi Hà mà. Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu ba đó, cậu thấy sao, ok không? Đúng ý anh chưa? Được rồi đó. Được rồi, bắt đầu chụp đi. Ok, nhạc nha cậu ba. Mà nè, khoan, tôi nói trước nha, hình á mà mấy anh tung lên mạng á là mấy anh không có xong với tôi đâu đó. Trời gì ghê vậy, gà mái đá gà cồ hả? Trời ơi, mới nói gì đó. Thôi được rồi, bắt đầu chụp đi. Bình tĩnh, bình tĩnh, còn sống thì phải từ từ. Bắt đầu cậu ba. Quạt gió, thẳng quang bon. Music. Dạ rất tiếc cô Thư đang nghỉ phép. Hay là để tôi gọi điện cô đến đây hợp tác điều tra với anh nha. Được. Khi nào cô Thư về, anh nói với cô Thư lên phòng điều tra để gặp chúng tôi, vì chúng tôi có thêm những thông tin muốn gặp cô Thư để đối chứng. Dạ, tôi sẽ nói lại với cô. Cảm ơn sự hợp tác của anh. Chào anh. Chào anh.
Trước sau gì sự việc cũng bại lộ. Alo, tôi đây. Tôi nghe. Công an đã có thêm chứng cứ và đang tìm con nhỏ để đối chứng. Tôi biết rồi. Chuyện đến nước này phải chặt đứt cái mắt xích này đi, để mọi chuyện đi vào quên lãng. Ok, tôi sẽ tiến hành làm ngay việc này. Cô phải nhớ làm cho đàng hoàng, không được để đổ bể như lần trước, nghe rõ chưa? Tôi biết rồi. Dạ, thưa nội, thưa má con đi nghe. Ừ. Nội, cho con gửi lời chào ba nghe. Được rồi, để nội nói cho. Dạ. Đi lên trển khỏe mạnh nghe con. Dạ. Minh à, lên trển mà có gặp thằng Du thì nói với nó là mọi người trong nhà nhớ nó lắm, kêu nó tranh thủ về thăm gia đình nha con. Dạ, con sẽ nói với nó. Má với nội giữ gìn sức khỏe nghe. Ừ. Nhất là nội á. Vậy. Nội cứ thức khuya chơi game của nội hoài à. Nội mà thức khuya là sức khỏe không có tốt đâu á. Bồ tổ mày. Nội phải khỏe chứ. Nội còn ăn đám cưới của con với thằng Du nữa mà. Nội giữ gìn sức khỏe nghe. Ừ. Con đi nghe. Ừ. Ừ. Chị có thấy cái hồ sơ 302 của em không? Ờ, chị không thấy. Làm việc thì để tùm lum tùm la, không biết gọn gàng ngăn nắp. Mất xong rồi hỏi. Em về quê có vui không? Sao em không nghỉ phép nữa? Dạ, em nghỉ phép đủ rồi. Với lại anh đang ảnh kêu em lên. À, alo, tôi nghe nè. Ừ. Chị Linh. Hồ sơ công ty Đài Nam mà chị. Thư, qua đây. Dạ. Hợp đồng này cần ký gấp hôm nay. Em đi giùm chị nha. Chị, công ty nông sản số 2 hả chị? Em đi cho. Không phải chuyện của em. Sao em nhiều chuyện vậy? Đi xuống quầy tiếp tân lấy bản quảng cáo, chuyển lên đây cho tôi. Dạ. Sao em chưa đi nữa? Ừ, dạ. Dạ không, cảm ơn. Con, em con. Nó mặc áo sơ mi màu kem, quần tây đen, tóc ngang dài, đội nón bảo hiểm màu trắng. Biển số xe 64K2 7825. Mày cho nó á khẩu hoặc về chầu Diêm Dương càng tốt.
Trời ơi, không biết còn có sao không nữa. Kêu cấp cứu giùm đi. Hình như có tai nạn kìa. Thôi kệ anh ta đi, hơi đau cứ dừng lại. Anh ta sao chứ? Được rồi, trả tiền cho tôi đi rồi xuống. Trả anh nè. Gửi tiền. Cảm ơn. Trời đất ơi, sao không chở anh ta đi cấp cứu đi? Con đỡ. Đứng dòm dòm để tôi coi cổ có bị chấn thương đi không? Bà ơi. Trời đất ơi, bị nữa. Kêu cấp cứu đi, coi kiểm tra. Rồi kiểm tra xong ta chết rồi. Thư. Chú. Thư. Chú ơi chú. Chú của chú quen hả? Dạ. Đỡ người ta vậy. Chở vô nhà thương đi cấp cứu. Chú. Chết rồi. Đi đi. Không được rồi. Trời ơi chú ơi, đi xe taxi cho nó nhanh. Cậu bị chấn thương cổ rồi, không đi taxi được đâu, phải gọi cấp cứu mới được. Đi đi chú. Trời ơi đi xe taxi. Alo, cậu bị chấn thương cổ rồi, không đi taxi được đâu, phải gọi cấp cứu mới được. Đi đi chú. Trời ơi đi xe taxi. Alo, alo. Trời ơi chú để đâu. Dạ anh ơi. Làm ơn cho một xe cấp cứu và tới đường 40. Ơi, dạ, 47. Dạ tai nạn nghiêm trọng lắm, nhanh lên nha anh. Dạ. Anh ơi, không được vào đâu. Dạ, sao ạ? Dạ, dạ tôi biết rồi ạ. Dạ. À Mai, cô chuyển cái hồ sơ này giùm tôi nha. Dạ thưa giám đốc, bên bệnh viện báo là chị Phương Thư đã bị tai nạn, hiện đang cấp cứu. Phương Thư bị sao? Chị Phương Thư bị xe đụng, đang cấp cứu ở bệnh viện đa khoa hả? Dạ bác. Cô Thư sao rồi con? Dạ. Mà sao nó lại bị như vậy? Nó có bị nặng lắm không? Dạ, nặng hay nhẹ thì bây giờ con chưa biết được, phải chờ kết quả cấp cứu mới biết được. Ủa? Quang. Đi đâu vậy? Tôi có người nhà cấp cứu trong đây, anh cho tôi vô được không? Làm ơn đi. Thôi được rồi, quan trọng tôi lắm. Cảm ơn nghe. Bà bình tĩnh đi, để thằng Minh nó vô coi sao đã. Cô ấy bị chấn thương ngay đốt sống cổ, cũng may là anh biết cách cấp cứu kịp thời. Chứ tình trạng này mà để người khác kéo cô ấy vậy là đứt ngay tủy sống, liệt gì chơi. Nhưng hiện giờ tình trạng cô ấy như thế nào rồi? Đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn phải theo dõi một thời gian. Cảm ơn anh, tôi có thể ở lại với cô ấy được không? Sao quan tâm dữ vậy, bạn gái hả? Dạ. Được rồi, nhưng một chút thôi nha. Cảm ơn anh, tôi biết. Mau tỉnh dậy đi, nội và ba đang chờ em ngoài kia kìa. Em phải tỉnh lại để anh có thể nói những điều mà anh giữ kín trong lòng bấy lâu nay. Anh yêu em, anh yêu em thật nhiều. Trọn đời này anh chỉ yêu một mình em thôi. Cô chào bác. Ừ, chào con. Cô chào ông. Thằng Minh vô đó lâu quá sao không thấy ra, không biết. Dạ con chào ông. Dạ. Con sao rồi con? Dạ. Nói sao rồi? Con Thư tỉnh chưa con? Dạ Thư chưa tỉnh, nhưng mà đã qua cơn nguy kịch rồi. Cảm ơn trời Phật. Nhưng mà sao chưa thấy họ đưa nó ra? Dạ Thôi còn phải ở lại để kiểm tra thêm. Cảm ơn con nhiều lắm nha. Dạ, có gì đâu bác, là bổn phận của con mà. Anh mới tới hả? À, chào anh. Anh Minh, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Anh là người có mặt khi Thư bị tai nạn,
Liệu có gì bất thường không? Thư bị đụng xe, tên đó cũng chạy mất. Anh đang nghi ngờ chuyện gì hả? Thú thật với anh, tôi và Thư đang điều tra vụ tráo trộm hàng của công ty. Sự việc sắp kết thúc, cũng đúng là lúc Thư bị tai nạn. Anh thấy đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Có thể là tụi nó nghĩ là Thư có bằng chứng trong tay, cho nên mới hãm hại cổ. Đúng. Vì vậy chúng ta phải ra tay trước chúng. Còn đó không chết, trước sau này chuyện này cũng có người biết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn đã bỏ trốn. Hắn đã bỏ trốn. Hắn không mở máy. Hắn đã bỏ trốn. Bỏ trốn. Mình phải bỏ trốn. Bỏ trốn. Sao xài số điện thoại khác vậy? Cô em đi, nhiều chuyện quá. Cô đã chuẩn bị xong chưa? Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Anh đang ở đâu vậy? Cổng đi C2. Nhanh lên đi, trễ giờ rồi. Ok, tôi tới liền. Tiền của tôi đâu? Tôi đã chuyển khoản. Để chuyển khoản nè. Cô anh Nguyễn Hải Đăng, anh đã bị bắt. Cô hai uống sữa nè. À, chị bé, chị để tôi. Có anh Minh ở đây á, chắc tôi thất nghiệp dài dài quá à. Thôi, tôi ra ngoài một lát nha. Anh ở đây chăm sóc cô hai giùm tôi nha. Chị cứ đi nè. Đi. Thư, uống miếng sữa nha. Nè. Miếng nữa nha. Em không uống nữa đâu. Em thấy đau cổ. Do em bị chấn thương ở cổ cho nên thấy đau. Nhưng mà cũng còn may, chỉ mới là chấn thương chứ không có gì nặng hết. Không sao đâu, thời gian sau sẽ hết thôi à.
Em muốn đi dạo một chút có được không anh? Để anh mượn chiếc xe lăn rồi đưa em ra ngoài dạo. Chào cô. À, chào ông. À, ông kiếm ai vậy? Tôi tới kiếm Phương Thư. À, cô Thư á hả? Cô Thư vừa mới đi ra ngoài rồi. Phương Thư đi đâu cô biết không? Cô đi đâu sao tôi biết được? À, tôi xin lỗi. Vậy tôi có thể ngồi đây đợi Phương Thư được chứ? À, được. Ông ngồi đi. Dạ, cảm ơn cô. Tôi ngồi đây được chứ? À, được. À, ngồi đi. Không biết cô Thư đi đâu mà lâu quá vậy ta. Không biết có gặp ai không nữa. Hôm qua đã nói chuyện với người ta 5-6 tiếng đồng hồ rồi mới chịu vô. Chắc bữa nay cũng vậy quá. Thiệt tình. Anh không mấy thôi, anh đi ăn cơm đi. Lát hồi anh quay lại nha. Không sao đâu, tôi đợi được mà. Tôi mượn tờ báo anh tí nha cô. Cảm ơn cô. Chưa ai lì như cha này, lì dễ sợ luôn. Chào Thư, chào anh. Chào anh. Anh tới hồi nào vậy? Tôi mới tới thôi. Tặng Thư nè. Cảm ơn anh. Ủa, Thư mở ra xem đi. Cái gì vậy anh? Thư cứ mở đọc đi. Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng marketing cho cô Trần Phương Thư. Trời ơi, chị bé. Tại giờ sao không nói? Tôi muốn mang quyết định này đến cho cô. Cho nên cô phải cố gắng hồi phục thật nhanh để mau sớm về nhận công tác mới phòng. Ủa, vậy còn chị Linh, chị sao rồi? Linh và Đăng đã bị bắt rồi. Thư, sao thấy Thư buồn vậy? Tôi nhớ cái ngày đầu tiên tôi đi làm, anh Đăng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Bây giờ thấy ảnh như vậy, tôi thấy buồn nhiều lắm. Buồn gì cô ơi, anh ta gieo gió thì phải gặt bão thôi, đúng không anh?
Thật ra thì anh cũng là một người có tài, chẳng qua là tham vọng mù quáng quá cho nên mới gây hậu quả vậy thôi. Nói chung thì cũng đáng tiếc. Anh hai. À chú Quay. Dự án làm đường từ ngoài lộ vào kho của hợp tác xã đã được huyện ủy chấp thuận. Ồ vậy thì hay quá. Nguyên tắc thì được, nhưng những khó khăn vẫn còn đang trước mắt. Đường vào kho bưởi sẽ đi qua đất của ba hộ dân, chúng ta phải thuyết phục làm sao. Chưa kể kinh phí á, phải tự lo liệu hết. Ba hộ dân, trong đó tôi là một, còn lại là hộ anh Hào và chú Bảy thì tôi sẽ thuyết phục. Còn chuyện kinh phí á, thì hợp tác xã phải bỏ ra trước rồi thu hồi lại vốn sao? Dạ cũng được, nhưng thuyết phục ông Hai Hào không đơn giản đâu nha. Yên tâm đi, tôi với anh Hào là chỗ thâm giao mà. Không được, mở đâu thì mở, không được mở trên đất của tôi. Mình bình tĩnh đi. Bên ông Bảy cũng đã đồng ý rồi, giờ mình từ chối coi sao được. Nhưng mà tôi không đồng ý. Bên ông Bảy dính có chút xíu à. Còn đằng này, nguyên con đường giữa vườn nhà mình nằm trên anh vậy đó. Gì trên anh? Nói sao quá à. Con đường mở ra thì thằng Thạch nó cũng chịu phân nữa. Đất của mình á ít hơn đất của thằng Thạch nữa. Mà mở đường như vậy á, mình cũng được lợi. Bây giờ xe ô tô chạy một cái dèo cái vô tới vườn bưởi nhà mình rồi, có lợi quá rồi còn đòi hỏi gì nữa. Nhưng mà con không thích. À mà sao chuyện gì của hai Thạch là má cũng đều binh vực cho nó hết trơn vậy? Chắc kiếp trước á nó là con của má chứ không phải là tôi. Cái thằng này mình, anh Hai Thạch anh làm như vậy cũng vì lợi ích của mọi người thôi, trong đó có nhà mình nữa, thì ảnh có làm gì riêng cho bản thân ảnh đâu. Còn bà nữa, chắc kiếp trước bà là vợ của Hai Thạch mới đúng. Thành ra kiếp này bà cứ bên giả chậm chạp à. Thôi Hai, đừng nói nữa Hai. Mày nói hồi nó dám nói con của mày bây giờ là con của Hai Thạch đó. Cũng dám lắm mà. Mình nói bậy bạ gì vậy? Trời ơi, thằng này nó bị khùng rồi, không có bàn cãi nữa. Tao quyết định rồi, má đồng ý chuyện này. Nhưng con nói không, con không ký, đố ai dám làm. Tại sao tao nói cái gì ra mày cũng cãi với tao hết trơn vậy Hào? Hay là mày muốn tao bỏ đi thật xa cho mày vừa bụng phải không? Lúc nào má cũng đòi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi như con nít vậy. Thôi mà mình. Được rồi, kỳ này tao lên núi tao ở cho khỏi tìm luôn. Thôi, còn nói nữa, má muốn làm gì má làm, má kêu Hai Thạch mở nguyên cái xa lộ đây luôn đi, cho khỏi trồng trọt gì nữa. Trời ơi, cái thằng này đúng là cái thằng trời đánh mà. Ủa, tôi thèm đánh cờ quá mà không có người chơi. Anh qua thiệt đúng lúc à. Sao nãy giờ anh qua không nói tiếng nào hết vậy? Làm thinh công vậy? Bực bội muốn chết à. Nói gì giờ? Chuyện gì vậy? Thì cái vụ mở đường vô kho hợp tác xã đó. Mà chuyện đó sao anh bực mình? Tôi nói anh nghe, sao tôi không tức chứ? Tự nhiên cái thằng cha Hai Thạch đó bày đặt ra cái chuyện mở đường lấy đất của nhà tôi không biết là bao nhiêu. Những cái thiệt hại đó lấy cái gì bù đắp vô đây? Anh cứ suy nghĩ một chiều thì không có đúng đâu. Cái lợi ích của chuyện làm đường á, sao anh không nghĩ đi? Mà anh Hai Thạch á cũng hiến không ít đất đâu. Con đường đó là của chung, biết bao nhiêu người sử dụng. Mà sau này có gia đình của anh sử dụng nữa. Tôi đó hả, mà đổi đất để lấy con đường á hả, tôi nói thiệt anh á, tôi đổi liền đó. Thôi đi đi. Xin hỏi, bộ sưu tập mang tên ấn tượng có phải do chính con gái của anh giả mẫu hay không? Đúng vậy. Con gái tôi là Bibi Hà, đã từng học ngành thời trang ở châu Âu, và đây là bộ sưu tập đầu tiên của nó. Thành công của cô Bibi Hà nghe nói có sự góp sức của nhiếp ảnh gia trẻ Phi Du. Vậy có phải ông muốn nhờ vào tài năng của cậu ấy để làm bước đột phá cho cô Bibi Hà bước vào lĩnh vực thời trang hay không? Mọi người nên nhớ, công ty Hoàng Hải là một công ty có danh tiếng từ lâu.
Bibi Hà là con gái tôi, không cần có ai nâng đỡ cũng có thể đường hoàng bước vào lĩnh vực thời trang. Nói vậy không có nghĩa là chúng tôi phủ nhận công sức của cậu Phi Du. Cậu ấy là một tài năng về nhiếp ảnh, tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy. Dạ, xin cảm ơn ông. Ủa, sao lên đây chi vậy? Sao không xuống chỗ họp báo đi? Phóng viên nhà báo người ta đang chờ cô để phỏng vấn viết bài nữa kìa. Nhưng mà cái người thổi hồn vào cái bộ sưu tập này là anh. Anh phải đi với em chứ. Không có đâu ha. Tôi chỉ là nhiếp ảnh gia thôi. Cái vụ thời trang này tôi không có liên quan đâu. Đó là tất cả công sức của cô mà. Nếu vậy anh không đi em cũng không đi luôn. Có sự kỳ vậy? Tại vì đơn giản là tại em thích ở đây và em thích anh. Anh có cần ca ngợi cái thằng Du dữ vậy không? Anh làm như vậy chẳng khác nào anh quảng cáo miễn phí cho nó. Thì nó có tài thật mà, với lại mình còn làm ăn lâu dài, khi một tiếng có mất mát gì đâu. Nhưng em không thích cái vẻ bất cần đời của nó. Nghệ sĩ mà, em đừng có khắt khe quá. Anh nè, anh có để ý con Hà nó thích cái thằng quỷ đó không? Sao em biết? Anh không để ý hả? Nó đeo thằng đó như hình với bóng. Anh thấy thằng đó cũng được. Hả? Nếu nó ưng thì cho nó cưới. Anh. Ừ? Tối nay anh có rảnh không? Gì vậy? Thì hai đứa tụi mình phải đi ăn mừng chứ. Xin lỗi ha, tối nay tôi có việc rồi, không đi được đâu. Anh bận gì vậy? Anh phải đi với em chứ. Nè, đã nói bận rồi nghe không? Em không biết đâu. Không có bận gì hết đó, anh phải đi với em. Đi, đi nè. Anh, đi, nè, đi, nè. Đi. Tôi không có thấy gì hết nha. Tôi không có thấy gì đâu. Có gì không bọn? Ông Hải kêu cậu kìa. Trời, bộ đồ càng nhìn càng đẹp ta. Ừ, ông Hải kêu hả? Ừ. Đó, có nghe gì chưa? Tôi có việc phải đi á. Lẹ đi, người ta chờ cô ngoài đó kìa. Biết rồi. Anh khoan đi đã, đợi em chút. Alo, ba hả? Anh Du có chuyện muốn nói với ba nè. Nghe đi anh. Tưởng đâu em dễ dụ lắm chắc á. À. Nằm mơ đi. Con nhỏ thì là cáo già. Mình định chơi nó mà. Ai dễ nó lật tẩy mình. Hai đứa nói ai vậy? Dạ, con của giám đốc công ty Hoàng Hải, Bibi Hà. Con nhỏ đó giống như là con mèo hoang vậy. Trời, mèo hoang gì? Giống mèo điên thì có. Sao em nói người ta kỳ vậy? Bà cổ là ai? À, nhỏ đó hả? Mới ở nước ngoài về, suốt ngày cứ tò tò theo em, mệt dễ sợ mệt. Mà em có thích người ta không? Ờ, cũng không thích lắm. Nhưng mà có cái này nha, nhỏ đó nhà giàu lắm luôn á. Nếu mà bây giờ em chịu hy sinh đời trai của em, cưới nó về làm vợ, thì chắc chắn sau này em sẽ có một nền tảng tài chính vững chắc luôn. Lúc đó hả, thích mua gì thì mua, muốn làm gì thì làm luôn. Em nói vậy đâu có được. Nếu như em không thích người ta thì em nói rõ ràng cho người ta biết đi. Đừng có ý nghĩ lợi dụng vậy đâu có tốt. Em làm khổ người ta còn làm khổ luôn em đó. Cậu hai nói đúng á, cậu nên tìm một bến đỗ bình yên đi. Ừ. Cuộc đời này sẽ không bao giờ có cụm từ bến đỗ bình yên đâu, biết chưa? Trừ khi con tàu của mày nó chìm, nó dụng nát dưới biển luôn á, thì lúc đó mày mới tự an ủi mày bằng cách dùng bốn cái từ đó. Ừ.
Bây giờ Phương Nghi bệnh rất nặng, mong ước cuối cùng của Phương Nghi là muốn gặp lại mẹ của mình. Tại sao mình không thể nhận con chứ? Phương Nghi, nó có lỗi gì đâu mà phải sống xa tình thương của mẹ vậy. Nhưng nếu mình nói ra thì anh ấy có tha thứ cho mình không? Hay mình sẽ mất tất cả? Ồ, em nè, có sao không em? Không, em không sao đâu anh. Em không được khỏe hả? Không, em không có sao. Anh thấy dạo này em sao á? Nói trước quên sau, người cứ thẫn thờ như người mất hồn vậy đó. Anh nghĩ vậy thôi chứ em có thấy gì đâu. Nếu mệt á, anh dẫn em đi bác sĩ nha. Em không có sao mà. À, hay là em nghỉ bán một thời gian để dưỡng sức đi. Em đã nói không sao là không sao mà. Em xin lỗi. Thôi em đừng có khóc nữa. Có chuyện gì á thì cứ nói anh nghe đi. Em có một chuyện mà em giấu anh. Một chuyện mà em đã chôn giấu trong lòng hơn 20 năm. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Em có nói cho anh nghe không? Em đã có con trước khi lấy anh. Tên của nó là Phương Nghi. Lúc đó vì quá quẩn trí cho nên em đã bỏ nó ở lại một ngôi chùa. Bây giờ người ta mới cho em biết tin tức của nó. Anh ơi, người ta nói là nó bệnh rất nặng. Anh ơi, em thương con, em thương con lắm, nhưng em không biết phải làm sao. Trời ơi, chuyện như vậy mà sao em lại giấu anh? Em nghĩ anh hẹp hòi dữ vậy sao? Em sợ anh không chấp nhận. Em sợ hạnh phúc của mình bị đổ vỡ vì chuyện này anh à. Anh đã hiểu em bao nhiêu năm rồi. Tình cảm của anh dành cho em như thế nào em cũng đã biết rồi. Vậy mà bây giờ thôi, bây giờ em phải đi tìm và đưa con về đây. Nếu như mà chuyện này em không làm được nữa thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em được nữa đâu. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ, cái nhà đó đó cô. Đi con. Không có ai cô ơi. Nó ở căn nhà như vậy sao cậu? Dạ. Tội nghiệp cho nó. Nhưng mà nó làm cái gì để kiếm sống vậy cậu? Dạ, Nghi dạy mấy đứa trẻ ở trong xóm này nè, giống như lớp học tình thương vậy đó. Mà không biết nó đi đâu vậy? Dạ con nghĩ chắc đi chợ à. Hai người kiếm cô Nghi hả? Dạ. Dạ, dạ đúng rồi. Cô Nghi đâu có ở đây nữa đâu cô.
Ủa vậy chứ nó đi đâu chị có biết không hả? Tôi cũng không biết nữa, cô ấy không có quay về đây nữa đâu cô. Bòn ơi. Dạ. Cậu có biết nó đi đâu không Bòn? Dạ con cũng không biết nữa, nhưng mà con nghĩ chắc Phương Nghi vô chùa. Tại hồi lúc trước á, Phương Nghi có nói với con Phương Nghi muốn đi tu. Dạ thưa ni cô, tôi xin hỏi một cái. Dạ thưa ni cô ở chùa. Ồ Nghi. Sao cô? Nam Mô Di Đà Phật. Cô, cô là Phương Nghi. Cô là Phương Nghi. Mẹ nè con, con ơi, sống ở đây có cực lắm không con? Dạ không, ở đây con thấy rất an tịnh. Ban ngày thì con dạy cho các trẻ mồ côi, còn ban đêm con tụng niệm cùng kinh kệ. Hay là con về sống với mẹ đi Nghi, dượng của con tốt lắm. Dượng cứ dặn mẹ là phải đưa con về sống chung với gia đình. Trời Phật đã thương nên mới cho hai mẹ con mình gặp nhau. Con không còn gì mong ước hơn nữa. Con xin ở lại đây như lời khấn nguyện của con. Bộ con còn giận mẹ sao? Không, làm sao mà con có thể giận mẹ được. Ngày nào con cũng mơ được gặp mẹ, cả trong giấc mơ con cũng thấy mẹ nữa. Nếu như vậy thì tại sao con không về ở với mẹ? Vì con muốn dùng cuộc đời của mình để giúp đỡ những người bất hạnh hơn mình. Con đã từng sống thiếu mẹ, thiếu gia đình, nên con muốn dùng trái tim người mẹ để giúp các em trẻ mồ côi. Nhưng con về ở với mẹ thì con vẫn làm được điều đó mà. Đâu có nhất thiết là phải đi tu đâu con. Con chọn con đường tu hành là vì con muốn hiến thân trọn vẹn cho cuộc đời này. Không còn vướng bận bụi trần, hồn con cảm thấy thanh thản. Xin mẹ, con xin mẹ hãy cho con được toại nguyện. Vậy thỉnh thoảng mẹ sẽ lên thăm con nha. Thời gian qua Nghi rất là buồn trong chuyện tình cảm. Bây giờ thấy Nghi thanh thản như vậy tôi vui lắm.
A Di Đà Phật. Tôi là Nico Diệu Nghi. Thí chủ đừng xưng hô như trước, có được không? Tôi quên. Người ta nói phải tu nhiều kiếp mới chung một chuyến đò. Còn tôi được gặp thí chủ là người tốt mà cũng là người tri kỷ, chắc tôi phải tu nhiều kiếp lắm. Không dám. Thí chủ đã mang đến cho tôi một món quà quý giá nhất trong đời, đó là mẹ của tôi. Tôi mang ơn thí chủ suốt đời. Hàng ngày tôi sẽ nhớ đến thí chủ trong lời tụng niệm. Còn bây giờ cũng không còn sớm nữa, thí chủ hãy về đi. Ừ, tôi đi về. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mình có được một mối tình đẹp, một người bạn tri kỷ như cô ấy sao là không hạnh phúc chứ? Phải tu dài kiếp mới gặp nhau. Kiếp sau nhất định tôi dẫn đi tìm cô đó. Hương Nghi. Chào cô trưởng phòng xinh đẹp. Anh qua đây có việc gì không? Ủa, nhân viên phòng marketing đi đâu mất tiêu hết trơn rồi. Nhân viên marketing nữa thì phải đi marketing chứ sao. Mà bây giờ á, anh muốn nói gì thì phải nói nhanh đi, chứ em cũng phải ra ngoài đó. Wow. Thì anh cũng biết đó, mình đã phân công cho nhân viên đi làm mà suốt ngày mình cứ ngồi trong mát thì đâu có được, đúng không? Đúng là tôi đánh giá không làm về cô. Công ty á sẽ cử cô qua Nhật tu nghiệp 3 năm. Cô đồng ý không? Sao? Cô không thích hả? Tôi rất là thích. Nhưng mà ba tôi chỉ có một mình tôi thôi. Nếu như mà tôi đi lâu như vậy thì tôi sợ là ba của tôi sẽ không đồng ý đâu. Thật ra 3 năm sẽ trôi qua nhanh thôi mà. Với lại mỗi năm Thư sẽ trở về nghỉ hè và nghỉ đông. Biết là vậy, nhưng mà đi xa lắm, tôi ngại quá. Có gì đâu mà ngại. Cơ hội này không phải ai cũng có đâu. Có gì tôi xin được chuyển công tác về Nhật. Vậy thì tôi cũng sẽ lo cho Thư được. Cảm ơn anh. Thư à, thật ra anh làm mọi chuyện tất cả cũng vì em. Trong lòng anh lúc nào cũng muốn em là một nửa của đời anh.